Xin chào các bạn đến với làmvietoan.edu.vn. Mình là Triệu Phạm. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một cái tiện ích mở rộng trên trình duyệt Google Chrome hoặc là trên Google Cốc để các bạn có thể dễ dàng đăng nhập vào và xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán về lĩnh thuế đấy. Nhiều bạn hay sử dụng trình duyệt IE như việc này, nhưng mà có rất nhiều vấn đề nảy sinh cho nó, và có nhiều bạn, một là nó không thể xử lý được các vấn đề về nhập liệu cũng như gửi báo cáo lên cục thuế. Chính vì lẽ đó mà thêm cái IE tag vào trong trình duyệt của bạn sẽ là một cách tối ưu nhất mà bạn có thể làm rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ làm cái bước ướn cuối để các bạn có thể làm cái đặt cái gói mở rộng này và trong cái trình duyệt của mình. Mình sẽ làm theo một cách thôi. Mình làm trên trình duyệt Google Chrome nhé. Còn về Google Cốc cũng tương tất cả đều như thế. Vì Google Cốc nó dùng chung một nguyên của Chrome nên các bạn có thể làm tương tự. Để mà có thể cài đặt được cái IE tag nào vào trong cái trình duyệt của bạn, các bạn hãy vào Google.com. Đúng không ạ? Còn để các bạn tìm kiếm cho mình cái, các bạn search chữ IE tag. Thì các bạn có thấy là bên trên này nó sẽ có ba cái đường link. Một cái trên đầu tiên là sẽ là IE tag cho Google Chrome, và bên dưới là IE tag cho Firefox. Đó. Mình sẽ click vào IE tag cho Google Chrome. Đó, thì nó sẽ chuyển đến cửa hàng. Các bạn chỉ cần ấn vào nút thêm vào Chrome, và trong một bảng thông báo hiện ra này, các bạn chọn cho mình vào cái nút thêm tiện ích và ngồi đợi trong một giây lát để trình duyệt kiểm tra. Đó. Đó, đấy là bước đầu tiên chúng ta đã hoàn thành cái công việc này. Ngoài việc các bạn vào trong Google Chrome để tìm kiếm cái IE tag này, các bạn có thể làm cái khác, đó là cộng vào phần setting và phần công cụ khác và phần tiện ích mở rộng, và các bạn click cho mình vào phần tải thêm tiện ích ở đây. Đó, nó hơi dài hơn một chút dành cho các bạn mà không muốn vào trình duyệt để có tìm kiếm, thì các bạn vẫn đánh cho mình IE tag thì nó sẽ hiện ngay ra cái IE tag mà mình đã cài rồi đây. Mình đã cài rồi thì mình không phải thêm vào nữa, đúng không? Đấy, mình có thể đánh giá thôi. Đó. Sau khi mình cài xong thì có một biểu tượng chữ E ở trên thanh công cụ. Các bạn click vào chữ E cho mình. Đó. Lúc đó thì mình đã có thể vào được dễ dàng. Cái gọi là hỗ trợ kê khai thuế, đúng không? Okay. À, ok, thế thì các bạn chỉ cần dán đường link vào trong phần mục IE tag này là các bạn đã có thể là dễ dàng đăng nhập và xử lý các vấn đề liên quan đến và có thể với lại bộ tài chính rất là nhanh chóng và đơn giản. Xin chúc các bạn thành công. Có gì thắc mắc thì các bạn có thể hỏi mình tại video phía dưới, mình sẽ trợ giúp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.